Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Trước khi mà vào đến chủ đề tuần này, mình cũng có một thứ phải thừa nhận với mọi người là trước khi mà Thu mình có nói với Nguyên là thị trường tuần này nó đang bị chán ấy. Nó đang bị mông lung, không có đi đến đâu. Tức là đâu đấy thì vẫn sẽ có một cái đó nổi lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà từ góc nhìn của mình thì nó cũng không có gì đáng chú ý lắm. Thì thật ra trong những cái thời điểm như thế này ấy, cái con mắt của chúng ta, cái sự chú ý của chúng ta sẽ hướng về những cái gọi là NDT, những cái tay chơi lớn nhất trong ngành, những người mà sẽ đứng ra để mà lèo lái thị trường. Thì vừa hay là Nguyên có nói đến cái câu chuyện, thực ra mình nghĩ nếu mà mọi người không có quá quan tâm đến DeFi thì chắc là sẽ bị miss cái này, mình nghĩ là sẽ bị miss cái này. Nhưng mà cái câu chuyện mà Nguyên sẽ bring up ra ở trong khoảng thời gian sắp tới thì nó là một câu chuyện khá là hay. Nó là về một dự án tên là Venus. Venus, nếu như các bạn lần đầu tiên nghe đến cái tên này thì mình cũng không bất ngờ gì lắm, tại vì về bản chất nó thiên về một công cụ tài chính ở trên DeFi và trên hệ sinh thái của Binance, của BNB Chain, và nó sẽ cần khá là nhiều thứ, bạn biết khá là nhiều thứ để mới có thể dùng vào được cái này. Nhưng mà mình sẽ để cho Nguyên viết về cái case này. Nó là một cái case khá là hay thôi, nhưng mà mình sẽ để cái đất diễn cho Nguyên trong cái phần này trước đi nha. Chắc là phải quay lại khoảng gần hơn một năm trước, tức là vào tháng 10, 2022. Thì chúng ta biết là cái cầu nối của BNB nó bị tấn công. Và cái thiệt hại ở thời điểm đó nó dao động trong khoảng gần 600 triệu. Thì đây là một trong những cái vụ hack mà có thể coi là lớn nhất lịch sử liên quan đến cầu nối cross-chain. Hình như là top 2, top 3 gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nó cũng gần như là lịch sử. Thì sau khi hack được cái cục tiền này rồi á, ông hacker này ổng bridge một phần sang các cái chain khác và giữ lại cái lượng BNB mà đã gọi là đã bòn rút ra được ở trong cái ví của mình bằng một vài cái hợp tác. Thì một vài cái lượng tiền ở trên những cái chain khác thì phần nào đó nó đã được gọi là đóng băng. Và cái hacker này á, cái lượng BNB mà họ giữ ở trên BNB chain á, thì cái cách mà hacker này sử dụng để gọi là trục lợi thì là dép một lượng lớn BNB vào trong Venus. Thì Venus nó là một cái lending protocol ha, tức là nó gần như là thế chấp tài sản vào và nó cho phép mình vay một lượng tài sản theo tỷ lệ tương ứng. Thì ở đây là cái hacker này nạp thế chấp BNB vào và vay ra USDT ha. Thì đâu đó vay ra khoảng 120 triệu đô. Thì cái khoảng thời gian mà hacker này thực hiện cái thủ thuật đó thì BNB nó vẫn ở một cái mức giá nó gọi là cao và cái tỷ lệ thanh lý nó không quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên là khi mà thị trường nó đang gọi là nó đang nhàm chán như thế này và nó bắt đầu nó có những cái xu hướng giảm kéo dài thì cái vị thế này nó bắt đầu nó tiến gần đến cái rủi ro thanh lý. Khi mà nó thanh lý thì mọi người bắt đầu đồn đoán với nhau những cái phút liên quan đó là cái này nó có thể gọi là nó kéo giá BNB lao dốc một cách thảm hại. Thì đó là những cái drama, những cái tin đồn, những cái phút liên quan đến cái vị thế của cái hacker này ở trên Venus. Thì đó là một cái tóm tắt chung nhất về cái câu chuyện của chúng ta hôm nay. Ok, mình sẽ pause ngay tại đấy. Nghe đến khúc này chắc là nhiều bạn sẽ bắt đầu thắc mắc là tại sao cầm BNB mà lại phải đi thế chấp tiền ở trên Venus? Có phải là tại vì dính tiền bẩn xong rồi nếu mà chuyển cái đống BNB đấy đi thì chuyển đến đâu thì cũng sẽ bị khóa và không cắt sao ra được không? Thực ra thì cái thủ thuật này rất là nhiều các cái hacker họ sử dụng. Trước đó chúng ta thấy có một cái case là hacker hack cái ví của Wintermill á. Thì Wintermill là một cái đơn vị làm thị trường margin maker khá là nổi tiếng trong thị trường. Thì cái hacker đó họ cũng dùng cái thủ thuật tương tự, tức là họ gửi cái tiền mà đã hack vào trong cái pool của Curve. Thì vì các cái giao thức DeFi á, thường nó sẽ có một cái yếu tố gọi là cái permissionless là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ không có quyền đơn phương đóng băng cái tài sản đó. Nếu như mà cái DAO đó họ quyết định có một cái vote chẳng hạn để đóng băng cái tài sản hay là xử lý cái khoản tiền đó như thế nào thì cái đó nó sẽ cần một khoảng thời gian và nó không ngay lập tức liền.
thì nó không có linh hoạt ở cái chỗ đó. Thì hầu hết các hacker thì họ sẽ dùng cái thủ thuật đó, tức là họ gửi một cái lượng tiền rất là lớn vào trong một cái protocol lending và họ vay ra các cái tài sản, chẳng hạn họ rút những cái LP token ra chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái cách mà các hacker họ thường dùng. Từ của các cái giải pháp stablecoin như CCTP hay là các cái giải pháp bộ công cụ như là CDK của Polygon, hoặc là kể cả những cái giải pháp thuần là cầu nối như là Layer Zero hay là Connex, thì việc phát sinh nhiều cái giải pháp đa dạng khác nhau thì mình nghĩ nó sẽ phần nào rất là rối và anh em có thể bị gọi là phân tâm. Tuy nhiên là cá nhân mình sẽ đặt ra một vài cái tổng hợp thông qua những cái câu hỏi, và có thể là thông qua những cái câu hỏi này thì anh em sẽ có những cái gạch đầu dòng để có thể tìm hiểu thêm, cũng như là tổng hợp lại những cái thông tin liên quan đến các cái cầu nối này ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà cá nhân mình đặt ra cho bản thân mình sau khi tìm hiểu những cái thông tin này thôi, đó là chúng ta biết là cái ví dụ như các cầu nối như là Layer Zero thì họ có phát hành ra một cái chuẩn là Omnichain Fungible Token, một cái chuẩn riêng của họ. Còn Connex thì họ sẽ phát hành ra một cái chuẩn chung là XERC20 như mình có đề cập hồi nãy. Và trong tương lai, nếu như mà càng nhiều các cái dự án họ tham gia phát triển và họ tạo ra một cái chuẩn như thế này, thì về giai đoạn ban đầu chúng ta có thể thấy là các cái chuẩn này nó sẽ giải quyết được vấn đề wrap version ngày xưa. Tuy nhiên khi mà quá nhiều cầu nối họ phát triển những cái phiên bản, những cái chuẩn token riêng của mình như vậy, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng mà chúng ta có thể sẽ quay về lại cái điểm xuất phát ban đầu, đó là quá nhiều cái chuẩn token nó hỗ trợ ở trên nhiều cái cầu nối khác nhau. Thay vì là wrap version thì bây giờ nó là một cái, có thể gọi nó là một cái chuẩn token tổng hợp chẳng hạn, thì nó đâu đó giải quyết được cái vấn đề phi tập trung, tức là không phải phụ thuộc vào một bên wrap token và min token. Nhưng mà cái câu chuyện về mặt gọi là một cái chuẩn chung thì có thể nó sẽ vẫn còn nan giải trong thời gian tới. Thì đây là cái gạch đầu dòng và cũng như là một cái câu hỏi mà mình đặt ra cho cá nhân mình thôi, tức là trong tương lai thì các dự án sẽ đối mặt với cái vấn đề nó như thế nào, thì chúng ta có thể theo dõi cái câu chuyện đó trong thời gian tới. Rồi, một cái tóm tắt tiếp theo hoặc cũng là một cái câu hỏi mà mình tự đặt ra, đó là cái tính phi tập trung thì nó sẽ được giải quyết trong thời gian tới như thế nào. Rõ ràng chúng ta không muốn một cái sự kiện nó liên quan đến phi tập trung mà nó xảy đến với các cái dự án DeFi giống như là Multichain đã từng trong cái giai đoạn tháng 6 vừa rồi. Thì chúng ta thấy là với Connex chẳng hạn thì họ sẽ có một cái cấu trúc để wrap trước khi bridge token sang, có tên là lockbox. Thì cái lockbox này nó sẽ được quản lý như thế nào thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin về nó. Với Layer Zero thì họ sẽ có một cái mạng lưới validator riêng. Tuy nhiên là tất nhiên là ở trong những cái giai đoạn đầu thì các cái validator này thì nó sẽ không thể có số lượng lớn, và cái yếu tố phi tập trung thì nó sẽ không quá là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, mặc dù nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái giải pháp wrap và min ngày xưa, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ cần phải đặt những cái câu hỏi liên quan đến số lượng người quan sát cái việc truyền dữ liệu giữa các chain. Và cái dấu hỏi cuối cùng mà mình nghĩ là cũng là một cái gạch đầu dòng để tổng hợp lại những cái thông tin liên quan đến cái giải pháp cầu nối, đó là cái trải nghiệm của người dùng. Vậy thì người dùng họ có thực sự cần quá nhiều những cái cầu nối như vậy hay không? Và các cái bên tổng hợp, các cái bên aggregator thì họ sẽ đưa ra cái giải pháp như thế nào để mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm nó mượt mà nhất, thay vì là chúng ta phải đối mặt với quá nhiều những cái thông tin, những cái khái niệm mới, những cái cơ chế, những cái chuẩn token mới như mình đề cập vừa rồi. Thì những cái bên aggregator, hiểu nôm na là những cái bên tổng hợp lại thanh khoản từ nhiều cái cầu nối khác nhau, thì họ sẽ xử lý cái câu chuyện này như thế nào để mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm nó gọi là đơn giản nhất, để cái DeFi này nó có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn trong tương lai ha. Vậy thì stateless blockchain là gì? Thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải hiểu state nó là gì ha. Thì đối với một cái mạng lưới blockchain đi, thì state nó là một cái bản chụp dữ liệu của một cái trạng thái của cái blockchain đó, và nó sẽ lưu lại những cái thông tin ví dụ như là số dư này,
rồi những cái thông tin về tài khoản của mỗi người này, rồi những cái nonce, tức là cái số thứ tự giao dịch, là để biết xem là cái ví đó nó thực hiện bao nhiêu giao dịch. Và những cái state này nó vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ là cái dữ liệu để blockchain xác thực các cái giao dịch tiếp theo, nối tiếp vào trong tương lai. Thì cái state này nó vô cùng quan trọng. Và ở thời điểm hiện tại có thể coi Ethereum nó đang ở cái trạng thái gọi là stateful, tức là nó sẽ dựa vào những cái bản chụp, những cái dữ liệu từ state này để gọi là xác thực mạng lưới. Tuy nhiên cái cách tiếp cận này nó phát sinh một cái vấn đề, đó là cái dữ liệu mà các cái validator họ phải ghi nhận, họ phải lưu trữ, thì nó sẽ tăng dần theo thời gian, và cái độ phức tạp nó sẽ tăng dần lên khi mà cái số lượng giao dịch nó tăng lên, cũng như là cái dữ liệu về quá khứ thì nó dày lên. Thì đây nó sẽ là một cái rào cản, và chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải với các cái validator. Chúng ta chắc chắn sẽ đi đến cái giới hạn đó. Và nhà sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin thì anh ấy cũng đã có những cái phân tích và cũng đã có những cái ước chừng liên quan đến cái vấn đề đó rồi. Cho nên là nhà sáng lập Vitalik Buterin thì cũng đã đề cập đến cái khái niệm stateless này trong những cái buổi họp gần đây, cũng như là những cái hội thảo gần đây. Thì chắc là anh em theo dõi Twitter và nếu mà có theo sát những cái cập nhật liên quan đến Vitalik thì cũng có đôi lần nghe qua cái từ khóa này rồi ha. Và vì là những cái validator này họ sẽ gặp giới hạn về mặt dữ liệu, cho nên là mạng lưới sẽ cần phải có một cái cách tiếp cận, đó là làm sao để giảm thiểu những cái áp lực liên quan đến những cái state này, những cái bản chụp về blockchain này, thì nó mới đẻ ra một cái khái niệm, đó là stateless blockchain. Thì đi một chặng đường dài thì cuối cùng chúng ta đã có thể phần nào hiểu được cái lý do tại sao mà chúng ta cần cái khái niệm stateless này. Nhiều anh em thì có thể sẽ hiểu nhầm là cái stateless này có nghĩa là mình không có lưu trữ bất cứ cái dữ liệu gì liên quan đến các cái giao dịch trong quá khứ, thì cái này là chưa đúng. Cái stateless này hiểu ở đây á, có thể coi là mình giảm nhẹ cái áp lực về lưu trữ state cho các cái validator, để làm sao để hạ được cái chi phí phần cứng, để giúp cho các cái validator họ có thể dễ dàng mở rộng cái mạng lưới ra hơn, và có thể sẽ có nhiều đơn vị họ triển khai cái validator hơn. Thì đó là cái hiểu gọi là sát nhất với cái khái niệm stateless này, chứ không có nghĩa là các cái validator bây giờ họ sẽ không lưu trữ state nữa. Thì đó là một vài cái ghi chú đính kèm liên quan đến khái niệm stateless. Thực ra là khi mà Nguyên nói đến cái câu chuyện siêu cần thờ và số lượng siêu cần thờ nó không đủ phi tập trung, thì chắc hẳn là từ cái trải nghiệm của mọi người đó, chúng ta đều có thể nghĩ ngay đến về những cái vấn đề về bảo mật. Tại vì khi mà nó decentralized không đủ nhiều đó, và tất nhiên khi mà chúng ta aware được cái câu chuyện này đó, thì sẽ có những người ở ngoài kia, người ta có những kế định không hề gọi là tốt đẹp gì với thị trường, tức là họ luôn tìm kiếm những cơ hội tấn công đó, thì đó sẽ là một cái mục tiêu để mà hướng tới. Thì cái chuyện này hình như là chưa xảy ra, nhưng mà có thể phần nếu như mà chúng ta bắt đầu muốn rút tài sản từ layer 2 về layer 1 đúng không, thì đang trong cái giai đoạn chờ approve, chờ finalize cái những cái transaction đấy, để tài sản thì nó đang nằm ở đâu đấy ở giữa và đang được xử lý. Thì ví dụ như là layer 2 đã bị tấn công chẳng hạn đi, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra với cái tài sản trong cái thời gian đấy, ví dụ như là trong 7 ngày của Optimism, Optimistic Drop đúng không? Có rất nhiều thứ sẽ xảy ra trong 7 ngày đấy. Thì đã có một cái aware nào từ phía các dự án khi mà người ta aware được cái tình huống gì xảy ra chưa? Hiện tại chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về cái rủi ro khi mà nếu mà có cái bất cập gì đó xảy ra ở trên layer 2. Thì như mình có đề cập hồi nãy á, tức là nó có một cái canonical bridge đúng không, ở trên layer 1. Thì anh em hình dung như thế này, tức là nếu như mà các cái sequencer ở trên layer 2 á, họ bảo là ok, bây giờ chúng tôi không xài cái bridge 1 này nữa, tôi không xài cái hợp đồng canonical bridge 1 này nữa, mà chúng tôi chọn fork cái layer 2 ra một cái chain riêng, và chúng tôi đổi cái contract ở dưới layer 1 thành contract 2 chẳng hạn. Thì bây giờ cái chain ở trên layer 2 nó đã đổi sang một cái chain mới, và cái phiên bản Ethereum ở trên layer 2 nó sẽ là một cái phiên bản mới, và nó sẽ đính kèm và nó sẽ tương thích với lại cái contract 2 ở dưới layer 1. Trong khi Ethereum của người dùng thì nó đang được lock ở cái canonical bridge 1 ở dưới layer 1. Đó, anh em hình dung nữa. Và ở trên cái layer 2 thì nó là một cái phiên bản Ethereum ở trên layer 2, nhưng mà là phiên bản cũ, thì chỉ có cái phiên bản đó nó mới có thể gọi là
reclaim lại cái tài sản được khóa ở trong cái contract 1 đó. Nhưng mà bây giờ cái mạng lưới layer 2 bây giờ nó đã fork qua một chain mới rồi, cho nên là cái Ethereum ở cái chain layer 2 cũ á, thì gần như nó là vô giá trị, và nó có thể dẫn đến cái hiện tượng là người dùng có thể bị lock tiền ở trong cái contract bridge 1 đó, anh em hình dung. Tức là nó hơi khó hiểu một xíu, nhưng mà nói một cách hình tượng là cái cầu nào thì nó sẽ phải tương ứng với lại cái chain đó, và mỗi chain nó sẽ có một cái phiên bản Ethereum riêng để có thể reclaim lại cái lượng tài sản Ethereum đã được lock ở cái contract ở dưới L1 đó, để gọi là tóm tắt lại cái rủi ro nếu như mà nó có thể xảy ra với các cái layer 2 như vậy. Nếu mà các bạn có theo dõi thị trường thời gian tuần vừa qua thì sẽ thấy là có khá nhiều dự án, tổ chức, cộng đồng DAO tuyên bố là sẽ phải dừng hoạt động tại vì nhiều lý do, nhưng mà về thực ra thì lý do quan trọng nhất thì nó quay trở lại hai câu chuyện thôi, một là hết tiền và thứ hai là không còn người dùng nữa, thì nó cũng dẫn đến cái lý do đầu tiên là hết tiền. Có thể kể đến một số dự án như là Fuji Finance là làm về lending blockchain này, Now DAO hoặc là Floor DAO hoặc là Vesta thì cái vụ này chắc cũng bộ nào nhiều hơn. Và nhiều cái tên nữa trong thời gian vừa qua thì đúng là bear market nó khó thở hơn rất là nhiều so với các dự án. Nhưng mà từ phía Nguyên á, thì Nguyên có nghe ngóng được gì từ những cái dự án như này không? Là mình có, nếu là một người theo dõi nhiều như Nguyên á, thì Nguyên có nghĩ trước là những cái dự án này nó sẽ phải đến mức mà phải dừng hoạt động như này không? Thực sự ra thì nếu như mà để gọi là đưa ra những cái dự báo là cái dự án A, dự án B hay dự án C gì đó nó sẽ giải thể, thì cụ thể một cái tên á, thì rất là khó. Thì chúng ta rất là nói gì nói thì câu chuyện nội bộ của mỗi dự án thì chúng ta cũng rất là khó để có thể nắm hết toàn bộ. Nhưng mà với cái việc là cái thị trường nó đang có những cái không chỉ riêng gì crypto, DeFi đâu ha, thì chúng ta đã thấy cái áp lực chung của thị trường tài chính truyền thống á, thì cái áp lực đó cũng rất là dễ hiểu và nó là một cái xu hướng có thể dự báo được. Tức là chúng ta không biết được là cụ thể dự án A, dự án B, dự án C gì đó họ sẽ giải thể đâu, nhưng mà chúng ta biết được là trong cái giai đoạn này khi mà thanh khoản nó gặp vấn đề, dòng tiền thì nó gặp vấn đề, các cái activity, các cái hoạt động ở trên các cái chain thì nó không còn được sôi nổi nữa, thì cái việc giải thể của các cái dự án trong crypto thì nó là một cái hệ quả tất yếu thôi. Thì cái này thì cái yếu tố về cái khía cạnh này thì có thể dự báo được. Thì đó là những cái góc nhìn từ phía mình liên quan đến cái câu chuyện này. Và thực ra thì cái câu chuyện là nói đến đây thì chắc là mình vẽ ngang xong một chút, là cái đợt vừa rồi thì chắc là mọi người cũng để ý là có khá nhiều sự kiện lớn về crypto đi, gọi là event á. Thì từ Hàn Quốc này, Korean Blockchain Week, xong là ngay tới là Lia Park tại Việt Nam, rồi ngay sau đấy là Token 2049, trong những sự kiện crypto thuộc hàng lớn nhất thế giới, rồi ngay sau đấy là ở Malaysia cũng có một sự kiện về crypto. Thì mình là người đại diện Coin 8 tham gia Token 2049 thì nói như thế nào nhỉ? Nó là một cái bức tranh khá là kỳ lạ trong cái thời gian bear market như thế này. Đó là cái số lượng dự án tham gia năm nay, tức là người ta tham gia vào dự án, người ta đặt bút tại đấy thì người ta phải bỏ tiền, người ta phải trả tiền để có một cái slot ở trong cái sự kiện như vậy, thì thậm chí nó còn nhiều hơn năm ngoái, nó còn nhiều hơn năm 2022. Và cảm giác là cái việc mà spend tiền để marketing ở trong những cái sự kiện như vậy của dự án á, thì nó lại còn nhiều hơn, đặc biệt là các sàn giao dịch. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện đấy á, thì thực ra trên ngang cái chia sẻ của Phong một xíu, tức là chắc là anh em nghe đến đây thì cũng sẽ thấy là hai cái luồng thông tin nó sẽ hơi ngược chiều nhau một xíu. Tức là chúng ta thấy là rất là nhiều những cái dự án về cơ bản thì họ đang tuyên bố là bọn tôi bỏ cuộc. Nhưng mà về những cái hoạt động chung ở các cái sự kiện như hồi nãy Phong có chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là thì ra nó cũng có một cái yếu tố sôi động. Cho nên là cái đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao mà bọn mình nghĩ ra cái topic tuần này. Đó là một cái câu hỏi thôi. Đó là cái việc là chúng ta đang ở đâu, cái chu kỳ nào, chúng ta đang ở giai đoạn nào, dựa trên những cái thông tin mà chúng ta đang có được. Thì đó là một cái chen ngang một xíu để chúng ta dẫn về cái chủ đề chính của tuần này. Nhưng mà cái câu chuyện là gì? Tại sao mình lại mention đến cái việc mà các dự án spend tiền có thể làm marketing? Thì dưới quan sát của mình, những bên mà spend tiền
vẫn còn tiền để spend, vẫn còn tiền để acquire user trong thời điểm hiện tại á, là những bên có một cái mô hình kinh doanh rất là rõ ràng, một cái dòng tiền rất là rõ ràng, một cái nơi để mà họ extract được cái profit từ cái thị trường này. Đầu tiên phải nói là sàn, các sàn giao dịch vẫn sống khỏe, vẫn còn nhiều tiền, đặc biệt là ở đây thì có thể nói là OK chẳng hạn đi. Về cái mức độ chịu chi trong cái chiến dịch marketing thì chắc là mọi người không phải bàn được rồi. Hoặc là những sàn giao dịch khác cũng làm như vậy. Thì nó quay trở lại câu chuyện là mọi người nói, bọn mình là từng nói trước đây khá lâu rồi, đó là cái mô hình kinh doanh của sàn là một cái mô hình mà bền vững nhất trong cái thị trường này. Còn khi mà quay nhìn lại thì điểm chung của những cái dự án mà mình có nói là khúc đầu á, là những dự án mà phải giải thể vì tiêu chí xuất động á, nó liên quan đến những cái nó về DeFi, ở ví dụ như là Fuji Finance thì là Lending Blockchain chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về các cái cách tiếp cận của các cái blockchain thế hệ mới. Và nghe đến đây thì chắc chắn là nhiều anh em cũng đã từng khi mà tìm hiểu qua các cái hệ thống mẹo mới thì cũng nghe qua một cái cách tiếp cận, nó là cái Parallel Execution. Thì chắc là nhờ Tiến giải thích cũng như là lý giải tại sao mà người ta phải nghĩ ra một cái cách tiếp cận nó mới như thế này. Và nếu mà nói một cách đơn giản thì cái Parallel Execution này nó là gì? Tại vì có thể là có một vài anh em lần đầu nghe qua cái khái niệm này á, thì chắc là nhờ Tiến sẽ giải thích một xíu cho anh em ha. Ok, thì đúng là có lẽ có rất nhiều anh em sẽ là đầu tiên nghe thấy cái khái niệm là Parallel Execution này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều anh em đã từng nghe qua một cái khái niệm là Blockchain EVM và những cái thứ tương tự như vậy. Thì ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại á, là thứ nhất chúng ta đều biết rõ ràng là nếu mà chúng ta là người chơi crypto lâu năm thì đều biết là Ethereum và những cái Blockchain EVM đang là những cái smart contract platform gọi là chiếm nhiều thị phần nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Những cái thậm chí là với sự ra đời của những cái layer 2 sinh sau đẻ muộn như vậy thì và những cái layer 1 của trước như là BNB, Avalanche rất là nhiều, thì họ chúng đều là những cái blockchain chiếm nhiều thị phần nhất. Thì nhưng mà có một cái vấn đề á, thứ nhất bởi vì sao chúng nhiều nắm nhiều thị phần vậy là bởi vì chúng có thể thu hút được cả người dùng, cả người dev đến từ Ethereum. Và cái sự phát triển mạnh mẽ của trong năm 2021 đã giúp cho những cái blockchain layer 1 thu hút được rất là nhiều một cái lượng lớn đến từ TVL cũng như là người dùng. Thế nhưng là cũng chính những cái blockchain này cũng đang bắt đầu tìm cái cách để thay đổi cơ chế đồng thuận của mình, làm gia tăng cái gọi là thông lượng hay gọi là throughput của mạng lưới. Vậy thì vì sao lại như vậy? Đầu tiên chúng ta phải, nếu mà có những anh em là có thể từng nghiên cứu thì anh em có thể sẽ thấy một cái vấn đề là thứ nhất là các blockchain EVM hiện tại đang có một cái nhược điểm chí mạng. Đó là phần lớn những cái các giao dịch đó đều đang phải xử lý theo một cách tuần tự, tức là máy chủ EVM luôn để các giao dịch vào khác vào cái trạng thái chờ trong lúc mà đang xử lý một cái giao dịch, và chỉ khi một cái giao dịch đang được xử lý đó được hoàn thành thì cái trạng thái của blockchain mới được cập nhật lại và sẽ có một cái giao dịch khác được thực hiện tiếp theo. Thậm chí kể cả những cái hai giao dịch và không liên quan phụ thuộc vào nhau, như là một cái giao dịch chuyển từ ví A sang ví B, một giao dịch khác lại chuyển từ ví C sang ví D, thì hai giao dịch đó cơ bản mà nói thì nó không liên quan đến nhau cả nhưng mà vẫn phải sắp xếp theo trình tự. Thì đó là cái nhược điểm chí mạng của EVM. Vì sao mình lại nói là một nhược điểm chí mạng? Thứ nhất nha, để nói một vài vấn đề bên lề một xíu, các nốt chạy trên Ethereum ở thời điểm hiện tại á, thì những cái CPU chạy những cái nốt đó là đều chỉ đang phần lớn là để có thể tận dụng được một core của CPU. Nhưng mà chúng ta đang ở trong thế kỷ thứ 21, chúng ta đang ở năm 2023. Intel thậm chí đã ra đời những cái con chip thậm chí có thể lên tới 16, 32 nhân, thậm chí còn nhiều hơn nữa rồi. Và các blockchain EVM này á, bởi vì cái EVM design nó chỉ thiết kế theo được một cách gọi là xử lý một cách giao dịch theo kiểu sequential, một cách tuần tự, thì chúng chỉ có thể sử dụng một core ở một cái thời điểm để xử lý một cái giao dịch. Và đó là cái thứ mà khiến cho những cái blockchain EVM theo mình nghĩ là chúng ta đang vẫn phải mắc kẹt ở cái công nghệ ở những năm 2000. Và cái nhược điểm chí mạng này, mặc dù nhiều người có thể nói là cái việc mà nó đơn giản như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là tạo ra cái sự decentralized hơn, tức là sẽ nhiều người tham gia được mạng lưới hơn, tạo ra cái sự decentralized cho mạng lưới hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái đó không phải là một cái lời giải thích hợp lý trong cái trường hợp này. Và thứ hai á, cái việc mà cái EVM design đang là một cái nhược điểm chí mạng, bởi vì cái sắc tự là nó sẽ khiến cho các block mất nhiều thời gian để thực hiện và tăng cái thời gian tạo block. Nói chung là nó sẽ hạn chế được cái thông lượng của mạng lưới,
khiến cho những cái gas này bị đẩy lên cao trong những cái trường hợp mà thời điểm cao điểm á, tức là nhiều người nó sẽ đẩy cái fee gas của mình lên để cái giao dịch của mình được thực hiện trước hơn. Thì đó, đó là những cái vấn đề mà EVM đang gặp phải. Thì chính vì vậy mà người ta, nếu mà các bạn đã từng xem Google hoặc là đọc những cái tài liệu thì các bạn sẽ nghe thấy những cái từ khóa như là sequential hoặc là single thread hoặc là điển hình nhất là EVM bottleneck. Đó, đó là những cái điều là những cái mình đang nói tới, thứ mà họ đang nói tới. Ok, thì chính vì vậy mà họ mới để ra một thứ gọi là parallel execution. Thì parallel execution là gì? Thì đúng như tên gọi của nó chính là việc thực thi song song. Tức là gì? Như mình đã nói, thay vì thực hiện các giao dịch theo một cách tuần tự như trước, như kiểu như EVM design, thì nó sẽ xử lý các xử lý giao dịch song song. Thì cái thiết kế như vậy nó sẽ, thứ nhất là như mình đã nói về phần cứng, thì nó sẽ tận dụng cái việc gọi là tính đa luồng của một cái con chip, của một cái core CPU của nhiều, tức là nó sẽ có thể tận dụng được nhiều core CPU cùng một lúc và có thể tối đa hóa cái hiệu năng của cái phần cứng. Tức là thay vì nó xử lý theo phong cách gọi là đơn nhiệm như EVM, tức là cái việc thứ nhất xong thì nó mới tới được cái việc thứ hai, nó tập trung xử lý cái việc thứ hai. Còn cái parallel này thì nó sẽ làm đa nhiệm, tức là nó xử lý nhiều cái tác vụ một lúc. Dạ, đúng rồi. Thì nó sẽ xử lý được nhiều tác vụ một lúc, tức là cơ bản là nó sẽ xử lý được hai hoặc là ba giao dịch song song cùng lúc. Thì cái vấn đề ở đây chỉ là việc mà làm sao để thực hiện cái giao dịch đó song song. Tức là để thực hiện hai cái giao dịch song song á, là bản chất của EVM là nó phải đảm bảo được là hai giao dịch đó không có bị conflict với nhau. Và để đảm bảo hai giao dịch không bị conflict với nhau thì EVM chọn cách là chậm mà chắc, tức là nó cho một cái tuần tự hết là chậm mà chắc. Thì ở cái parallel execution thì để thực hiện được những cái giao dịch song song thì nó phải xác định được là hai giao dịch được đó có độc lập với nhau hay không, tức là có bị conflict với nhau hay không thì mới có thể thực hiện được. Và hầu hết thì các giải pháp parallel execution ở thời điểm hiện tại nó khác biệt nhau, thì cũng thấy đa phần là khác biệt nhau ở cái cách mà chúng đang xác định cái những cái giao dịch song song và cái cách mà chúng execution nó như thế nào, kiểu như vậy. Ừ, rồi thì khi mà chúng ta đã tìm hiểu về những cái khái niệm cũng như là sự khác nhau, ưu nhược điểm của từng giải pháp, thì chắc là chúng ta sẽ đến với một cái phần mà nó mang cái thiên hướng là nhận định nhiều hơn. Thì giống như cái câu hỏi mà mình có đặt ra ở đầu cái podcast này, đó là fraud proof và ZK proof, thì nó cái nào là cái giải pháp tối ưu hơn? Thì từ góc nhìn của mình ở thời điểm hiện tại, với những cái đặc tính ở trong thiết kế, thì mình nghĩ là cái fraud proof nó tối ưu hơn ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì cái khối lượng giao dịch nó vẫn chưa quá nhiều, tần suất hoạt động ở trên layer 1 nó cũng không quá tắc nghẽn. Do đó là cái việc sử dụng fraud proof ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là các cái giải pháp optimistic, nó sẽ hưởng được những cái lợi thế ở thời điểm hiện tại, vì cái mức độ hoạt động ở trên Ethereum nó không quá nhiều, và nó cũng hưởng được cái sự tiện lợi khi mà trong cái giai đoạn đầu fraud proof nó không cần quá nhiều những cái chi phí để vận hành. Nó trái ngược với cái ZK proof ở giai đoạn đầu khi mà phát triển một cái mạng lưới. Tuy nhiên là khi mà cái thị trường nó bắt đầu trở lại với các cái hoạt động sôi động, các cái trend mới, các cái dự án mới và cái khối lượng giao dịch cần phải xử lý nó lớn hơn, thì mình nghĩ là trong tương lai cái giải pháp của ZK proof nó sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn, bởi vì nó đạt được tới một cái ngưỡng số lượng giao dịch đủ lớn để cho cái chi phí trên mỗi đơn vị giao dịch nó sẽ được giảm xuống và nó được tối ưu hơn. Tuy nhiên là từ những cái nghiên cứu của cá nhân mình thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ có một cái ngưỡng số lượng giao dịch tối ưu cho ZK proof. Bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí tạo proof nó sẽ tăng nhanh hơn, nó sẽ có một cái giai đoạn nó sẽ tăng nhanh hơn cái tốc độ tăng của cái số lượng giao dịch. Và đó là đến một cái ngưỡng nào đó, khi mà số lượng giao dịch nó quá lớn thì cái phí gas cho việc tạo cái ZK proof nó sẽ đội lên rất là nhanh, và từ đó nó sẽ khiến cho chi phí trên một đơn vị giao dịch nó bị đội lên như vậy. Thì cái này nếu như mà lướt Twitter thì đâu đó anh em sẽ cũng bắt gặp một vài các cái nhận định liên quan đến cái điểm tối ưu của validity proof là như vậy, là bởi vì cái phí tạo proof của cái giải pháp này nó sẽ tăng nhanh hơn cái tốc độ tăng của số lượng giao dịch khi mà nó chạm tới một cái ngưỡng tối ưu. Thì đó là cái nhận định của cá nhân mình về cái bối cảnh của blockchain, cái sự hoạt động của blockchain ở thời điểm hiện tại, và nó ảnh hưởng đến cái tính tối ưu của từng giải pháp. Nói đến đây thì anh em cũng đã hình dung được là mỗi giải pháp
thì khi mà họ có những cái nhu cầu nhất định thì họ sẽ có cái lựa chọn hướng tiếp cận riêng cho mình để tối ưu và nó thích nghi được với cái bối cảnh hiện tại của thị trường. Tuy nhiên là nếu như mà theo dõi rất là nhiều những giải pháp mới thời gian gần đây thì anh em cũng thấy là nó có một cái giải pháp nó gọi là hybrid. Thì hiểu nôm na hybrid là nó sẽ kết hợp cả cái CK proof và cả cái false proof vào với nhau luôn. Thì đây là cái giải pháp hybrid mà một vài dự án họ đang chọn sử dụng để làm sao để tích hợp được cái điểm tối ưu của hai cái giải pháp này. Song song đó thì mình cũng thấy có một cái cách tiếp cận khá là hay, đó là của Arbitrum và Optimism, thì họ cũng để ngỏ cái khả năng là dịch chuyển từ false proof, tức là cái mô hình optimistic roll-up, sang cái ZK proof, tức là cái mô hình zero knowledge roll-up. Thì đây là một cái cách tiếp cận mà có thể coi là họ thích nghi và thu hút được một lượng user nó khá khá ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó đang khá là kém sôi động ở thời điểm hiện tại, và họ đã ngỏ cho một cái khả năng để chuyển đổi sang ZK trong thời gian tương lai khi mà cái nhu cầu sử dụng blockchain nó lớn dần lên và cái khối lượng giao dịch nó cần phải xử lý nó nhiều lên. Thì đây là cái cách tiếp cận mình thấy cũng khá là hay của các cái bộ công cụ của hai giải pháp này ha. Đó là cái OpenStack và cái Orbit, thì họ cũng để ngỏ cái khả năng này ở trong cái tài liệu của mình. Thì anh em quan tâm có thể tìm hiểu thêm về các cái bộ công cụ này. Nếu mà theo dõi những cái nội dung từ các cái cuộc họp của đội ngũ CoreDev Ethereum á, thì anh em sẽ đâu đó nghe qua cái một cái đề xuất, nó có cái tiêu đề là EIP 7514. Thì mình sẽ không đi sâu vào những cái chi tiết kỹ thuật, nhưng mà mình có thể tóm tắt cho anh em một cái thông tin liên quan đến cái đề xuất này. Thì họ muốn là giới hạn cái số lượng validator thêm mới vào trong mỗi cái epoch. Tức là epoch là một cái đơn vị tính thời gian ở trên blockchain á. Thì họ sẽ giới hạn cái lượng validator thêm mới mỗi epoch này vào khoảng là 8 validator. Tức là họ giảm cái số lượng validator xuống. Và mục đích của đội ngũ CoreDev thì họ giải thích là đây sẽ là cái giải pháp để làm giảm cái tốc độ thêm mới validator vào, và từ đó nó sẽ hạ nhiệt cái sự bành trướng, tạm gọi là cái bành trướng về thị phần của Lido. Vậy thì từ góc nhìn của anh Poseidon đi, thì cái đề xuất này thì vẫn đang được thảo luận nha, vẫn chưa được là gọi là chính thức thêm vào trong cái nâng cấp Denkun sắp tới. Nhưng mà từ cái góc nhìn của một retail user thôi, tức là một người xài Lido phải nên phổ thông thôi, thì anh nghĩ là cái đề xuất này nó có ảnh hưởng gì với cái, tức là cái độ hiệu quả của cái mục đích sự đề xuất ban đầu của họ, thì nó có lớn hay không, và liệu nó có kìm hãm được cái tốc độ bành trướng của Lido phải nên trong thời gian tới hay không? Thì cái đề xuất 7514 này thì nó như Nguyên nói, thực ra là cái bản chất của nó sẽ là làm tăng cái thời gian mà anh em cần phải đợi khi mà anh em muốn tham gia staking ở trên Ethereum. Như mình đã nói là hiện tại vẫn đang rất là nhiều validator muốn tham gia và vẫn đang ở trong một cái hàng chờ lên đến 21 ngày. Nhưng mà giả sử như cái EIP mà 7514 này nó được áp dụng á, thì cái thời gian chờ nó sẽ kéo dài ra thêm rất là nhiều, bởi vì nó sẽ giảm cái validator qua mỗi epoch, tức là về bản chất đó là tăng thời gian chờ lên thôi. Thì theo mình thì thực ra cái tác giả của cái đề xuất này á, thì trong, nếu anh em đọc và anh em chú ý á, thì cái đề xuất này ở đầu đề xuất tác giả cũng có ghi, đó là cái đề xuất này thì nó sẽ nhằm giảm cái tăng của validator của Ethereum á, đang ở mức là cấp số nhân, là một cái tạm thời, và chờ đợi những cái giải pháp khác. Tức là về bản chất thì đây cũng theo cá nhân mình đánh giá đây cũng là một cái giải pháp tạm thời thôi, trong cái bối cảnh đó là số lượng validator tăng quá nhanh, và đặc biệt là nó tập trung vào một đến hai giao thức, và cái tên đáng kể nhất đó là Lido Finance, khi hiện tại theo mình nhớ là cái lượng mà Ethereum đặt cọc qua Lido nó chiếm đâu đó khoảng 31-32% gì đó rồi, tức là gần như là 1/3 cái lượng Ethereum. Thì đây là một cái con số theo mình đánh giá khá là khủng khiếp, tại vì như mình đã nói, sẽ có những cái thời điểm mà khi chúng ta phi tập trung thì chúng ta lại trở nên tập trung, và đây là một cái thời điểm nó là tương tự như vậy. Thì theo mình thì đây là một cái đề xuất mà nó cũng theo cá nhân mình thì nó cũng sẽ tốt ở một góc độ nào đó thôi, bởi vì nó sẽ giúp, thứ nhất là giảm tải cho cái mạng của Ethereum, bởi vì khi mà cái mức đặt là staking trên ETH nó tăng lên thì trên thực tế cái lớp đồng thuận nó sẽ chịu một cái áp lực lớn hơn, và
không hẳn là đồng ý là nó sẽ phi tập trung ở một mức độ nào đó hơn, nhưng mà cái chi phí giao dịch cũng như là cái độ quá tải của cái lớp bộ phận nó sẽ tăng lên. Và bên cạnh đó thì khi mà cái phần thưởng về kinh tế cho các cái validator node nó sẽ có một cái sự tác động ở mức nhất định nào đó, tại vì càng nhiều validator thì cái phần thưởng nó lại càng giảm xuống. Và cá nhân mình thì mình chưa mình nhìn nhận nó là một cái yếu tố xét về mặt lâu dài thì nó sẽ không có nhiều cái động lực quá tốt cho Ethereum để mà duy trì những cái tay chơi lớn ở trong cái mạng này. Thì đó là về cái góc độ tốt đối với cái đề xuất này. Nhưng mà cái đề xuất này thì nếu mà được áp dụng thì theo cá nhân mình thì nó cũng chỉ là một cái giải pháp ngắn hạn thôi, bởi vì khi mà người ta tham gia staking trên Ethereum thì cái quan trọng nhất là người ta quan tâm đến hai yếu tố thôi, đó là cái sự an toàn và cái lợi nhuận. Và còn cái thời gian đợi thì dĩ nhiên nếu mà thời gian đợi nó tăng từ 21 ngày lên 50 ngày, 60 ngày thì sẽ có những người ta sẽ không đợi được, đồng ý, nhưng mà nó sẽ không giảm tải đi được. Theo xét về mặt dài hạn thì cuối cùng validator node nó vẫn sẽ tăng lên chứ nó sẽ không giảm đi. Cho nên là cần một cái giải pháp khác nó mang tính kỹ thuật hơn, tại vì cái giải pháp này như em thấy chẳng qua là cái biện pháp để chúng ta câu giờ thôi, nói như bóng đá là câu giờ thôi, chứ còn về mặt kỹ thuật thì chúng ta nên đội ngũ của mình, nghĩ đội ngũ team dev Ethereum nó cần phải có đưa ra những cái cập nhật nó mang tính giải quyết cái bản chất hơn là một cái cập nhật như vậy. Và những cái gợi mở của Nguyên thì mình nghĩ như vậy cũng sẽ cho các bạn nhiều khá là nhiều suy nghĩ. Thực ra là sau khi nói chuyện xong thì mình cũng có những cái suy tư của riêng mình. Nhưng mà câu chuyện là gì? Câu chuyện là trong thời hiện tại chúng ta vẫn có những good actor, những người mà người ta sẽ hành động vì cái lợi ích chung của thị trường. Và cái thứ tốt nhất mình nghĩ mà chúng ta có thể làm trong thời điểm hiện tại là chúng ta có thể cố gắng hiểu được cái cuộc chơi nó đang diễn ra như thế nào, và phải chấp nhận được nó thôi, phải chấp nhận nó thôi. Thì nói một cách nó hơi hopium một xíu để kết lại cái podcast thì đôi khi cái kết thúc thì nó lại là cái mở ra một cái giai đoạn mới, và đôi khi cái lúc mà thị trường nó hưng phấn nhất thì có thể nó lại là mầm móng của cái sự kết thúc. Thì đâu đó chúng ta nhìn cái bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng ta sẽ thấy là thì ra có thể đây là một cái giai đoạn mà nó sẽ có thể nó kết thúc một vài cái giao thức. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái dự án họ đã phải dừng lại ở trong cái giai đoạn này. Thì có thể nó là kết thúc, nhưng mà nó sẽ là một cái mở ra một cái bước phát triển mới cho thị trường trong thời gian tới. Thì chúng ta chỉ có thể gọi là bơm phi ôm cho nhau như vậy thôi ở trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Và thứ là mình nghĩ như vậy cũng đã khá đủ cho DeFi Discussion của tuần này rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của DeFi Discussion, và hy vọng là chúng ta vẫn sẽ ở đây và chia sẻ với nhau về thị trường. Ok, bye bye. Cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe đến hết những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào các bạn.